Liên quan tới phản ánh về việc bãi đỗ xe cùng nhà xưởng hoạt động trái phép tại xứ Đồng Đầm Mo, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội mà pháp luật Media báo pháp luật Việt Nam đã phản ánh trước đó. Theo ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 8 năm 2024, đến nay bãi xe này vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí số lượng xe còn nhiều hơn. Những tấm biển quảng cáo bãi xe của một hãng xe nổi tiếng cũng được treo ở nhiều vị trí khác nhau xung quanh bãi xe. Cùng với đó, một số công trình lều lán không được tháo rỡ, mà còn được xây dựng hoàn thiện mở rộng thêm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các phòng ban chuyên môn. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, phóng viên được biết. Được biết, Đầu tháng 5 năm 2024, đội thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Đan May, sinh năm 1975, thường trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, vì đã tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe ở khu vực Đầm Mo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định với mức phạt 5,5 triệu đồng.